Tổng thống Zelensky không cung cấp thêm thông tin chi tiết về lý do ông quyết định thay thế tư lệnh không quân. Ông chỉ giải thích rằng đội ngũ chỉ huy của ông cần phải mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trung tướng Anatoly Krivonovka sẽ tạm thời chỉ huy lực lượng không quân nước này. Trước đó, quân đội Ukraine thông báo một máy bay tiêm kích F-16 đã bị rơi khi đang chiến đấu khiến phi công điều khiển tử nạn. Điều đáng nói là nhiều nguồn tin từ cả Ukraine và Nga đều khẳng định rằng chiếc E-16 bị bắn hạ trên lãnh thổ Ukraine này lại do chính lực lượng phòng không nước này bắn nhầm.